Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 245, Đỗ Thị Hà. Một lần nữa xin được chúc mừng Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Đỗ Thị Hà. Với Đỗ Thị Hà thì Linh nghĩ rằng là đấy là một kết quả mà không chỉ Linh mà tất cả mọi người đều cảm thấy rất là hài lòng với cả vị trí hoa hậu của Đỗ Thị Hà. Ở Đỗ Thị Hà thì đó là một cô gái mà có tài sắc vẹn toàn. Và Hà thì ở Hà là một cô gái mà có đầy đủ tất cả các yếu tố. Và trong tất cả các phần thi phụ thì Hà đều làm rất là tốt thì cái phần thi của em. Và Linh nghĩ rằng là kết quả dành cho Đỗ Thị Hà là một kết quả hoàn toàn xứng đáng khi mà bạn ấy đã thể hiện được một cái phong độ rất là tốt từ những vòng đầu cho đến vòng chung kết. Thực ra thì là một người đã trải qua đến bây giờ là 2 nhiệm kỳ hoa hậu rồi thì Linh chỉ xin gửi một lời chúc tới Hà. Đấy là chúc em sẽ thật là bản lĩnh trong 2 năm đương nhiệm sắp tới và sẽ giữ được một cái đầu lạnh cũng như là một cái trái tim nóng trước tất cả những cám dỗ hay tất cả những cái khó khăn mà em sẽ gặp phải trong 2 năm tiếp theo. Và xin chúc em sẽ có một nhiệm kỳ thật là đáng nhớ.